Nhung hương Việt tinh hoa núi rừng Hương Sơn, miền núi thơm Hương Sơn Hà Tĩnh, thủ phủ của hươu sao Việt Nam, kính chào quý khách. Tính đến năm 2020, Hương Sơn đã có trên 36.000 con hươu sao, chiếm hơn 1/2 số lượng hươu sao cả nước. Cách đây 10 năm, chàng thanh niên Nguyễn Khắc Huân, người con trong gia đình có truyền thống chăn nuôi hươu sao hơn 30 năm, từng ngắm nhìn hình ảnh người cha của mình chăm sóc, yêu quý đàn hươu như chính sinh mệnh và tự đặt ra những câu hỏi: vì sao chỉ có nhung hươu mới bán được giá cao? Còn nhiều tác dụng tốt đẹp của những sản phẩm từ hươu sao như cao xương hươu, cao ban long mà sao rất ít người biết đến? Có thể làm gì để lan tỏa những giá trị này đến với xã hội, đến với cộng đồng? Và 10 năm sau những bước chân trải nghiệm đến nhiều vùng đất khác nhau, sau những ngày tháng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân, câu trả lời đã dần dần hiện ra. Người sáng lập thương hiệu Nhung Hươu Việt, chàng thanh niên Nguyễn Khắc Huân năm ấy đã viết lên câu trả lời bằng sản phẩm cao xương hươu Việt Gold. Cao xương hươu Việt Gold chiết xuất 100% từ xương của những con hươu sao khỏe mạnh, được chọn lọc kỹ lưỡng và trải qua quy trình kiểm soát chăn nuôi nghiêm ngặt. Nguyên liệu được đưa vào sản xuất trên công nghệ hiện đại khép kín trong nhà máy, đạt tiêu chuẩn quốc tế HACCP. Thành phẩm cuối cùng phải trải qua quy trình kiểm duyệt cực kỳ khắt khe để chọn ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất trước khi đóng hộp và vận chuyển đến tay khách hàng. Sản phẩm có công bố rõ ràng, minh bạch, tạo cho người tiêu dùng sự tin tưởng khi sử dụng. Hộp sản phẩm được thiết kế độc quyền là hình ảnh chú hươu sao đầy năng lượng vươn lên cao, một sự khẳng định chắc chắn vào tác dụng bồi bổ sức khỏe tuyệt vời của sản phẩm cao xương hươu Việt Gold. Cao xương hươu Việt Gold có các tác dụng: giúp chắc khỏe xương, chống loãng xương, thoái hóa xương, chữa đau nhức xương khớp, làm khỏe mạnh gân cốt, nhanh liền vết xương gãy, tốt cho tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, giúp người dùng ăn ngon miệng, cung cấp các chất dinh dưỡng giúp tăng khả năng đề kháng, hỗ trợ phòng chống bệnh tật, thích hợp cho người cao tuổi, trung niên có dấu hiệu thoái hóa xương khớp, đau lưng, mỏi gối, đau vai gáy, những người có thời gian lao động dài, nặng nhọc, các vận động viên có cường độ vận động cao, cần cải thiện chức năng xương khớp đều nên dùng sản phẩm cao xương hươu Việt Gold. Trẻ em còi xương, thấp bé cũng nên dùng sản phẩm cao xương hươu Việt Gold như là một thực phẩm bổ trợ tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng ăn uống, giúp trẻ ngủ ngon, cao lớn nhanh. Trước kia tôi thường xuyên đau mỏi vai gáy, các khớp xương, khớp tay. Sau khi sử dụng cái sản phẩm cao xương hươu thì trong một năm, từ chủ một năm mà chúng tôi các cái đau xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gãy là chúng tôi đã hoàn toàn bình phục, và chúng tôi là tiếp tục là chăm sóc được hươu, rồi sản xuất vườn tược cùng với con cháu vui chơi thoải mái. Từ chỗ đó, cái sản phẩm cao nhung hươu đạt kết quả rất cao. Nhung Hươu Việt, doanh nghiệp trẻ, nơi những người trẻ ấp ủ một giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ấp ủ một trái tim đầy nhiệt huyết, luôn không ngừng trau dồi để vững mạnh, để phát triển. Và từ đó, những sản phẩm mang tiếng nói, mang truyền thống của quê hương như sản phẩm cao xương hươu Việt Gold sẽ được biết đến trên khắp đất nước Việt Nam. Cao xương hươu Việt Gold đồng hành cùng sức khỏe gia đình Việt.